quay trở lại với Goro Majima, một cô gái vừa biết mình vướng phải một tổ chức tội phạm, Makimura Makoto. Tìm hiểu lý do tại sao cô ấy lại trở thành mục tiêu. Majima đã có sự tin tưởng từ Lee. Ông ta là bác sĩ châm cứu người Trung Quốc và cũng là người chăm sóc cho Makoto. Lee hồi trước là sát thủ cho tổ chức tội phạm tại đại lục. Hai người tuyên thệ bảo vệ Makoto này sau đó đã phải đối mặt những thách thức mới. Sếp của gia tộc Kijin thuộc tổ chức Omi được biết với tên Nishitani. Kansai là một phần lãnh thổ của Liên minh Omi. Nishitani và Sagawa thì có sự xung đột trong việc kiểm soát được Makoto. Và đã có những kẻ mới nhắm vào Makoto. Majima đã có những nỗ lực nhằm che giấu cho cô ấy, nhưng đều bị Sagawa lật tẩy. Rồi cuối cùng thì Makoto đã rơi vào bàn tay của một người đàn ông bí ẩn bước ra từ vụ nổ lớn với một bộ vest trắng. Ông là ai? Cái con mời nhà nó. Đờ mờ. Ở đâu đấy? Majima. Chàng, người anh em à, chả phải tao đã cảnh báo mày rồi mà. Nếu mà mày không thể giết người được thì hãy đừng làm nó. Nhưng mà mày đã nhận việc rồi Majima-chan. Tao còn gọi cho người anh em Shimano và hẹn một buổi cho mày, để mày có thể quay lại gia tộc Tojo một lần nữa. Nhưng mày lại không giết Makoto Makimura. Nghe này được rồi, tao hiểu. Tao phải rộng lượng hơn và nói rằng tao hiểu sự cảm thông đó. Nhưng tao lại nhớ về thời còn bé, tao có tìm thấy một con vẹt bị gãy chân và sau đó tao mang nó về nhà. Cố gắng cứu sống nó, giấu giếm tất cả sau lưng bà già. Tao nhớ tao gọi nó là Mametaro, chắc vậy. Chả có ai lúc đấy họ hứng thú với động vật, còn tao thì cho con vẹt đấy ăn mỗi ngày. Nhìn nó cũng rất đáng yêu nữa. Không nên nói dối ông bà già. Bởi cái ngày khi mà tao trở về nhà và thấy họ đang bắt con vẹt đấy để làm mồi cho con mèo, tao đã phải nhìn Mametaro bị ăn tươi nuốt sống. Tao đã thấy điều đó rõ ràng bằng đôi mắt của mình. Vì vậy nên bài học là trẻ con thì đừng nên láo toét với bố mẹ. Tôi cá ông là một đứa con biết nghe lời nhỉ. Đứa con biết nghe lời. Đúng vậy, tao đúng vậy. Tao nghe lời và ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ tao. Hả? Sau ngày hôm đó, tao giết chết con mèo của họ. Và bà chắc chắn rằng là tao cũng có thể giết mày đấy. Nhưng trước tiên tao làm thế, chúng ta phải ngửi ra được thằng bẩn thỉu ăn gian đó, tên đã cướp Makoto Makimura. Thằng trộm.
Đó không thể ở quanh đây được. Hắn là bạn của cô anh à Majima. Tôi cũng chưa gặp gã ấy bao giờ. Thế à? Tại sao tất cả mọi người và cả mẹ của họ đều đi tìm cô gái này thế? Cô ấy không chạy trốn khỏi ổ mại dâm hoặc cái gì mà ông xạo chó với tôi đi chăng nữa? Thế cô ấy có giá trị gì với bọn ông? Anh muốn biết à? Tôi không thể nói cho anh biết, vì tôi cũng chả có manh mối gì trong việc này. Sử dụng Majima để giết một người có tên là Makoto Makimura, đó là lệnh người anh đó ra lệnh cho tôi. Người anh em, vậy người muốn thủ tiêu cô ta là Shimano sao? Đó là mệnh lệnh từ trưởng tộc nhà Shimano sao? Đúng vậy. Đó chính là lý do tại sao anh lại có một cơ hội lớn để có thể quay trở lại gia tộc Tojo đấy. Tại sao sếp lại muốn tôi giết người chứ? Điều tôi không đủ thẩm quyền để biết. Dù sao thì quay trở lại vấn đề chính, anh có manh mối gì về quý ngài mặt vết trắng đấy không? Không, đó là điều duy nhất làm tôi đang bị cấn. Thứ, hắn bắt cô ấy, nhưng nhìn có vẻ hắn không muốn giết cô ta, giống như Nishitani cũng làm vậy. Thứ, khoan đã, Nishitani, ở gia tộc Kijin người đã gặp anh ở Grand lúc trước phải chiến. Anh ta ở đó để nói với tôi rằng tôi nợ anh ta Makoto và chuyện về cái xác giả của Makoto mà hắn đã dựng ra. Nếu mà anh ta muốn cô ấy chết, thì anh ấy đã không rơi vào mớ rắc rối đó. Nishitani đã dựng xác giả sao? Là thật, đó là điều đầu tiên tôi nghe thấy. Nhưng chúng ta biết được là Nishitani và gã mặt vết trắng khốn nạn đó đều theo đuổi cùng một điều. Rất có thể họ không có quan hệ gì với nhau. Cũng có thể. Vậy là Nishitani là sự ngẫu nhiên và đã có thêm một kẻ thách thức mới. Nishitani cũng khá đặc biệt đấy. Muốn lấy cái búa đập vào đầu Nishitani và bắt hắn nhả ra địa điểm của cô ta. Nhưng kể từ khi anh ta bị bắt thì anh ta vẫn im hơi lặng tiếng. Tất nhiên, nhưng nếu chúng ta không thể bắt được Nishitani thì đám lâu la của hắn phải biết điều gì đó chứ. Anh chả biết cái quái gì cả. Anh éo biết rằng cô ấy đáng giá thế nào đâu. Vậy thì bắt đầu với chúng nó đi. Văn phòng gia tộc Kijin ở đường Sotenbori phía đông, tòa nhà tên Namiki, và ở tầng 3 theo tôi nhớ là thế. Được rồi. Ajima, anh không có gì giấu tôi trong lúc anh gặp Nishitani hồi lúc trước chứ? Không có. Vì nếu có điều gì, ông sẽ giết tôi. Đó là ý ông muốn nói phải không? Anh hiểu vấn đề rồi đấy, Majima. Văn phòng. Văn phòng gia tộc Kijin ở tòa nhà Namiki trên đường Sotenbori phía đông. Mình sẽ đến đó để hỏi thăm Makoto đang ở đâu. Văn phòng của họ ở trên tầng 3, mình sẽ lên đó và đấm vào đầu vài đứa. Được rồi, đến lúc lên thăm bạn rồi. Majima, mày làm cái quái gì ở đây? Chào Makoto Makimura đâu?
cái gì? Mày hỏng não hay bị cái gì đấy? Cái gã đến cướp cô ấy khỏi tao, hắn ta là bạn của Nishitani, phải chứ? Cô ấy đang ở đâu? Tao chả hiểu mày nói cái gì cả. Nếu mà tao biết thì tao cũng chả nói cái gì với mày hết. Mày nghĩ mày là cái éo gì chứ? Lên đây cứ như ông kỉnh rồi hỏi hỏi. Đây là văn phòng của giang hồ, thằng thượng đẳng, hãy cho bọn tao tí tôn trọng đi chứ. Thì sao? Mày nói là tao nên đấm vào cái mồm mày trước khi hỏi à hay gì? Đã bao nhiêu lần bọn hề chúng mày thua tao rồi, cả hai ta đều biết kết cục nó sẽ ra sao mà. Giờ, chúng mày có biết cô gái ấy đang ở đâu hay không? Nhanh lên! Chả liên quan dù có biết hay là không, vì mày cũng chả ra khỏi cửa mà sống sót đâu. Chúng mày đúng là bọn quái gở. Được rồi, tao sẽ làm cho chúng mày phun hết những gì chúng mày biết. Tao đã đáp lễ rồi đấy, giờ Makoto Makimura đang ở đâu? Sự không biết. Vậy đấy là thật à? Thật sự không biết mà, chúng tôi nghĩ anh vẫn giữ cô ấy suốt lúc ấy mà. Vậy ai là người đã đánh tao và mang cô ấy đi? Ý mày nói rằng thằng ấy không phải người của Nishitani à? Ngay cả đấy có là người mà ông chủ biết thì bọn tôi cũng chả biết được gì đâu. Sức chả bao giờ kể cho bọn tôi nghe cái gì cả về cô gái hoặc tại sao ông ta muốn cô ấy. Thực sự, nếu anh muốn hỏi thì anh tự đi mà gặp ông ấy. Nishitani đang ở trong tù cơ mà. Vậy tại sao anh không vào đấy cùng với hắn? Thằng ranh con đùa tao à? Khoan, đấy không phải đùa. Anh hãy đi hỏi Billy Ken sang là được. Đúng vậy. Đúng vậy, thám tử Billy Ken, ông ấy là cái tai của ông chủ cho bên cảnh sát. Hỏi ông ấy và ông ấy sẽ giúp anh nói chuyện với ông chủ. Cái gì? Vậy tao có phải hối lộ gì không? Tự do ông ấy quyết, không phải tôi quyết. Ông ấy cũng sẽ không cho bất cứ ai qua đâu. Nhưng ông ấy là cách tốt nhất cho anh rồi. Đi nói chuyện với ông ấy đi. Ông ta hay đứng ở cầu Bishamon ấy. Được rồi, tao tin mày. Chúng mày muốn biết tại sao Nishitani lại không bao giờ muốn tiết lộ với lũ khỉ chúng mày cái gì không? Vì chúng mày cứ bị ăn đòn là khai con mẹ hết. Không thể chịu được mấy thằng mách lẻo. Mình nên đi tìm ông ta vì bọn nó nói rằng thám tử Billy Ken sẽ dẫn mình đến gặp Nishitani. Ông ta đang ở cầu Bishamon.
Chào, cho tôi hỏi ông có phải Billy Ken-san không? Là ai hả kì? Tôi tên là Goro Majima. Tôi chỉ đi ngang qua, nếu đúng thì tôi có thể hỏi một cách tử tế là ông có thể cho tôi gặp Nishitani được không? Tôi có vài thứ cần vào đó để hỏi anh ta, bất cứ giá nào cũng được. Và anh là cái gì của Nishitani hả? Bạn của anh ấy à? Tôi không phải là bạn của hắn. Tôi là kẻ thù và là một thằng khốn nạn. Và anh nghĩ cái gì mà tôi lại mang người nói mình là kẻ thù của anh ấy vào gặp anh ấy chứ? Vậy ông muốn tôi bảo rằng tôi là bạn thân của anh ấy à? Khi mà ông biết đấy chỉ là một lời nói dối. Nishitani là một kẻ thận trọng. Anh ấy sẽ chả chọn thằng cảnh nào mà lại không biết đánh hơi thấy nói dối để về làm người của anh ấy cả. Nên tôi nghĩ rằng sự thật sẽ giúp chúng ta đỡ tốn thời gian với nhau hơn. Đấy không phải là một điều để cân nhắc. Nhưng tôi cũng không thể nói kiểu được rồi, ngay lối này. Tôi cũng không nghĩ dễ thế, ra giá đi. Anh có đi học không đấy? Tức thật, ngày nay mọi người đều muốn giải quyết tất cả bằng tiền. Vậy ông muốn cái éo gì? Bảo anh là Majima à? Vậy thì đi theo tôi uống rượu nào. Chờ rồi, anh thấy gì không? Thuyền tới rồi. Vui gì gì vậy? Chúng ta uống trên một chiếc thuyền du lịch cổ à? Cứ im mồm và lên mẹ mày thuyền đi. Có phải anh muốn đi gặp Nishitani đúng chứ? Anh Majima đúng không? Giờ anh là cái gì của Nishitani? Tôi bảo ông rồi, chúng tôi là kẻ thù. Ông say rồi đấy à? Nhiều hơn là một kẻ thù à? Tại sao ông biết? Một vài kẻ thù anh sẽ vùi họ xuống đất. Rồi sẽ có vài người trở thành bạn, điều đó sẽ lại khác. Tôi chỉ muốn gặp Nishitani thôi. Rất khó để biết một gã. Ông biết anh ta lâu chưa? Đủ lâu rồi, anh ta chỉ là đứa trẻ con khi chúng tôi gặp nhau. Vậy anh ta là đứa trẻ ra sao? Chưa bao giờ thấy đứa bé nào ăn cắp vặt giỏi như thế. Hồi mẫu giáo, anh ta đi móc túi và rạch cặp sách. Trấn lục tục ở cấp 2 đâm xe ô tô vào giữa trường học. Anh ấy là loại đứa trẻ như vậy. Không khó để tưởng tượng ra. Cứ như thế anh ta lớn lên, tôi tự hỏi anh ấy có cướp bằng vũ trang vào thời học cấp 3 không thế. Một thằng tới chết. Đấy là thời trung học. Thế tôi đoán anh ấy đã bỏ qua vài điểm à? Vậy điều gì ép buộc một thám tử phục vụ như một kẻ chỉ điểm cho cái gã như vậy chứ? Này, chúng ta đi đâu đấy? Gì mà lại không có tiệc hả? Cái này Cái này ở đâu ra? Sanzu no kawazoko? Chỗ này là chỗ nào?
ngầm lượng đạo trong chiến tranh, ai biết được nó làm cái gì, nên tôi đã thay đổi một chút. Ông làm nó á? À, tôi gom một đám giàu đều cán làm điều này cho tôi. Chỗ này còn chả có một cái tên chính thức. Người nào biết thì họ sẽ gọi nó là chiếc giường ranh giới. Nghe cái tên sang chảnh đấy chứ. Chỗ này không kinh doanh sang chảnh. Sau tất cả thì chỗ này là nơi mà những gã tội phạm xử tử nhau. Thế giới này đầy những kẻ tội phạm đến mức luật cũng chả thể chạm tới họ, dù họ có giết người thì cũng không thể tìm được chứng cứ để bắt họ. Khủng bố đi thông dong bởi vì chúng biết làm bạn với đúng cảnh sát. Chúng tôi gom bọn nó trên khắp thế giới và chúng tôi quăng chúng vào đây. Vậy họ đánh nhau vì điều gì? Nếu bọn họ sống sót qua khỏi đánh nhau được một năm dưới này, chúng tôi sẽ để họ trở lại mặt đất. Không có luật lệ, anh ăn gian thế nào cũng được để giết kẻ thù bằng bất cứ giá nào. Không có gì mang một con thú ra ngoài bằng cánh thả hết mọi thứ cho nó để nó sống sót. Tôi không quan tâm là anh có mạnh cỡ nào, đánh nhau suốt ngày trong vòng một năm, anh sẽ không trụ được lâu đâu. Vậy ông cứ để họ kết tội nhau đánh nhau cho tới chết à, cổ điển đấy. Chỉ trong một cái tên của sự chuộc tội và hòa bình cho thế giới, nhóc à. Và tại sao lại có yếu tố khán giả ở đây? Không có nhiều nơi anh có thể xem họ đánh nhau để sinh tồn, và anh có một lời đề nghị quý hiếm như thế cho họ. Họ sẽ trả chúng ta tiền, rất nhiều tiền. Chuộc tội cái đích tôi ý, đây là vật. Này đừng nghĩ xấu thế chứ, đây chỉ là một khoản thu nhỏ cho cảnh sát thôi mà. Thôi được rồi, thế sao ông lại mang tôi xuống đây? Sự thật mà nói, hình thức kết án kiểu vậy ở đây cũng chả thay đổi được gì. Những trận đấu bắt đầu nhàm chán hơn, ví tiền của người xem giảm xuống khi họ cảm thấy buồn chán. Vì vậy, anh là nhân tố để sân đấu có tiếng sôi động. Có thể sàn đấu này sẽ được tiêm một liều hứng khởi mà nó cần. Vậy ý ông là muốn tôi đánh nhau à? Không ai đề nghị cậu ở đây cả năm đâu. Nếu cậu thắng 3 trận thì thế là đủ rồi. Tôi sẽ mang anh đến gặp Nishitani ngay sau đó. Lũ lợn thì thối rữa, còn ông là giống hiếm đấy, ông bạn. Nhưng được, tôi sẽ mang sự ghê tởm đấy để tặng cho mấy tên trên sàn đấu kia. Tôi mong anh nói như vậy. Vậy xong ông sẽ đưa tôi đi gặp Nishitani sau thằng thứ ba hay là ông cho tôi gặp thằng thứ tư? Yên chí, tôi hứa rồi mà. Được rồi, tôi sẽ bảo bọn nó xếp cho anh vào trận tiếp theo. Anh sẵn sàng chiến chưa? Ừ, tôi ổn. Cứ hạ hết bọn nó là được đúng không? Tôi mong là nó dễ như nghe. Chúc anh may mắn như mọi khi. Và giờ vén màn trận đấu tiếp theo của thẻ bài ngày hôm nay. Ai cũng biết thằng hề ăn thịt người, kẻ giết người hàng loạt, ăn tất cả các bằng chứng, Jin the Chapman. Và một nhà thách thức ở góc sàn đấu, một ngôi sao mới rơi xuống vùng đất tươi tắn được gọi là cái giường ranh giới, một con quỷ một mắt người đã có một tội ác rất khó để mô tả, Goro Majima. Versus Majima!
không giới hạn thời gian, không được. Là thất vọng, con quỷ một mắt Goro Majima xuất hiện ở đâu đó đã có một chiến thắng vang dội cho trận ra mắt của mình. Mong chờ trận 2 sẽ bay bổng hơn chút. Hãy bắt đầu ngay thôi nào các bạn ơi. Kẻ sát nhân thứ 2 lên đài với anh ta. Người hành nghề giết người chỉ là niềm vui người mà bệnh nhân của anh ấy qua đời như một nguyên nhân tự nhiên. Bác sĩ Kihito. Không biết Goro Majima có thể kiểm soát chiến thắng lần nữa không? Không giới hạn thời gian, không lực. Phép màu là có thật mọi người ơi. Goro Majima lại thắng rồi. Chả ai tin được điều này lại xảy đến. Và đám đông rộn ràng và đầy phấn khích. Nhưng tôi sợ rằng kỷ lục của tân binh có thể kết thúc. Đúng vậy, trận đấu tiếp theo của anh ta, anh ta phải đối diện với một huyền thoại của chính anh ấy. Anh ấy là nhà vô địch thế giới về những cái chết tình cờ trong trận chiến. Thần chết của võ đại, bất tuân luật pháp, cú đấm chết người. Chiến binh nào? Chiến binh nào sẽ là người đứng đầu ở ranh giới? Không thời gian, không luật. Bring it on.
Vậy là kết thúc. Thưa quý ông và quý bà, chúng ta vừa là nhân chứng cho một huyền thoại mới sinh ra, và nó tên là Majima. Goro Majima. Anh biết đánh nhau đấy. Cũng lâu rồi chúng tôi không có những trận đấu đỉnh cao như thế. Anh nói sao? Có hứng thú làm cái sàn này nóng lên nữa không? Và trong tương lai nữa, anh sẽ kiếm được tiền đấy. Tôi không chắc ông mua được tôi đâu. Lúc nào cũng thế, luôn luôn là vì tiền. Ừ, thế giới này là một con đỉ. Tôi đã thắng 3 trận. Đến giờ ông phải trả giá cho phần việc của tôi rồi đấy. Rồi được rồi, theo tôi. Điên rồ thật, tôi chả thể tưởng tượng được một chỗ được giấu dưới lòng nước như thế. Nước bẩn có chức năng để giấu một thứ gì đó. Đôi lúc đấy là điều tốt nhất khi anh không thể nhìn thấy phía dưới. Một chút đất có thể giấu được sự thật xấu xí, cái thứ mà chả ai muốn thấy nó. Một năm trước, có một xác cô gái học cấp 3 nổi lên mặt nước. Tội nghiệp là khuôn mặt bị đánh cho không thể nhận ra. Người thì bị đâm nhiều nhát hàng chục lần. Nạn nhân có cha mẹ đơn thân, bố con bé đã nuôi nấng cô công chúa nhỏ đấy bằng mọi giá anh ta có thể. Nhưng cuộc điều tra của chúng tôi chả đi đến đâu, chả có nổi một manh mối để phá án. Ông đang nói chuyện như bị đá vào xe ý. Phải mất một năm chúng tôi mới tìm được thằng đó, nhưng nó chỉ làm cha của cô gái bị thương nặng hơn. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Đó chỉ là mấy thằng du côn đường phố, không án, không có khoảng thời gian khó khăn. Hắn ta đã được ra khỏi trại cải tạo và trở lại đường phố như thể hắn ta chưa hề làm cái gì cả. Anh có biết cái thằng ấy đã làm gì không với người bố ý? Có phải điều gì vượt tầm kiểm soát không? Tôi muốn giết thằng nhóc đấy rồi đấy. Cô đơn đâu, đứa trẻ đó đã chết với vì bị đâm vài chục nhát vào người. Cái gì? Cái gì vậy, cô gái của ông già đó? Không phải, đó là cái gã học cấp 3 có tên là Nishitani. Nishitani đã quan tâm chăm sóc cô bé đó kể từ khi anh ấy chỉ là một mắt xích nhỏ. Anh nên hình dung Nishitani đã phải cảm nhận điều đó, tâm trạng đau lòng của người đàn ông đó. Vài người được sinh ra để trở thành quái vật, một vài việc chỉ có những con quái vật như thế làm được. Không phải công việc nào cũng nhận được lời cảm ơn, nhưng nó làm chúng ta sống một khía cạnh nào đó sẽ tốt hơn. Sau khi ông ấy nhận ra tại sao Nishitani lại làm những điều ông ấy muốn làm, ông bố già đấy đã dựng lên cái gọi là chiếc giường ranh giới. Giờ tôi nghe nói ông là một trong những người nghe tin từ cảnh sát cho Nishitani. Cái gì? Vậy cô gái đấy là... Đi thôi. Tôi ổn để mang anh đi đến đó. Anh chuẩn bị chưa? Ừ, tôi đã sẵn sàng rồi. Đi thăm Nishitani thôi nào. Được rồi, vậy thì đi thôi.
Vẫn chăm chỉ làm việc như mọi khi, Billy Ken-san. Ừ. Tôi bắt được một con quái vật cho anh vào ngày hôm nay đây. Đổ cho anh ấy à? Chỗ này nhiều hơn mọi khi đó. Đi, con gái anh chuẩn bị học đại học vào năm sau phải không? Cảm ơn ông. Anh đi được rồi đấy, vui vẻ nhé. Cảm ơn ông nhiều, ông già. Tôi chắc là anh với Nishitani sẽ rất tuyệt với nhau thôi. Tôi sẽ đi pha ấm trà cho chúng ta. Ôi, Nishitani. Ổn thôi, ổn thôi. Majima-san, người đàn ông của tôi. Chuyện gì đấy, bị bắt về tội ăn cắp vặt à? Tôi đến để gặp anh, Nishitani. Thật ý à, tôi lên đỉnh rồi đấy anh bạn. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện muốn gặp anh nữa. Thử, anh muốn gặp tôi làm gì? Không phải lần trước chúng ta đã gây hỗn loạn sao? Cứ nghĩ đến chuyện đó nó lại làm tôi rỉ nước. Nhưng bọn lợn chết tiệt lại vào hỏng việc của chúng ta trước khi nó lên đỉnh điểm phải không? Anh là thằng thượng đẳng gọi điện cho bọn nó mà. Tôi chơi theo luật của anh, Majima-kun, không thể đánh nhau trong câu lạc bộ nếu không thì. Dù sao thì nó cũng rất tuyệt, nhưng một cuộc đánh nhau đỉnh nhất sẽ không tính nếu anh không kết thúc nó cho hết. Nó cũng giống như bóng chày vậy. Một tuyển thủ có thể đi vào lịch sử, nhưng nếu hôm đó trời mưa thì cũng hết vẹo. Anh hiểu ý tôi chứ? Trò chơi sẽ vẫn được tính vì 30 chưa phải Tết. Anh đang nói cái éo gì đấy? Cuộc đánh đó vẫn phải được ưu tiên đầu tiên. Tôi muốn quay trở lại trận đấu đó, bởi vì nó vui hơn cho phép. Anh là một người đàn ông kỳ lạ đấy anh bạn. Nhưng tôi không đến đây vì chuyện đó. Makoto đã bị bắt đi rồi. Có phải là người của anh mang cô ấy đi không? Cái gì? Đây là chuyện về công việc à? Makoto bị bắt giữ bởi một gã mặc một bộ vest trắng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy gã này trước đây. Anh ta có phải là bạn của anh hay là không? Tôi không có bạn nào như thế cả. Sao cơ? Nhưng tôi có một linh cảm rất là tốt. Một tổ chức thứ ba, không phải bên anh hoặc tôi. Một tổ chức thứ ba? Vậy hắn ta là thằng quái nào? Như tôi nói, tôi có một vài dự đoán. Vậy anh biết hay là không?
Ai đấy? Hey, Nishitani-san, đây. Ô này anh... Ô này, anh nghĩ anh có thể mua tôi một chút đồ uống không? Mua cái gì ngon vào nhé, chúng ta có khách đấy. Tôi hiểu, chờ tôi vài phút nhé. Có chuyện... Có chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy? Trong công việc của chúng tôi, nguồn cung cấp nơi ẩn náu an toàn đang thiếu hụt. Anh cũng có vấn đề giống thế đúng không? Vậy nên, nếu anh tìm một ngôi nhà an toàn nhất của Nhật Bản, một đội ngũ bảo vệ do người đóng thuế có thể mua. Anh nghĩ rằng anh sẽ an toàn với những kẻ đó xung quanh à? Chả có thằng nào đủ đần để đến đây gặp tôi với nắm đấm như anh. Nó luôn là dao, súng hoặc vài thứ chết tiệt khác. Anh không thể mang những món đồ chơi đấy đến đây được, nên tôi đã được ngủ ở đây như một đứa bé vậy. Một ngôi nhà thân thương. Nishitani, ai là người ở tổ chức thứ ba đã lấy đi Makoto? Được rồi, tôi chắc anh cũng đang tò mò Majima à. Và họ không phải là loại dễ để anh và ông bạn Sakawa có thể hạ được họ trong 1 triệu năm nữa đâu. Tôi có thể là bạn và nói với anh, nhưng có thể tôi sẽ không giờ làm gì bây giờ. Nếu anh có gợi ý hay cho tôi, hoặc tôi sẽ đảm bảo rằng trận đánh tiếp theo sẽ không vui vẻ như lần trước đâu. Nếu anh cứ nói thân mật với tôi như thế thì anh sẽ làm tôi hy vọng cao hơn đấy, Majima. Anh nói với tôi là sẽ hơn lần trước tôi gặp anh à? Tất nhiên anh muốn nó không. Thật xấu hổ nếu tôi bẻ gãy xương anh trong cái ngôi nhà thứ hai thoải mái của anh. Tôi không thể chờ được. Chỉ cần nhìn thấy người nào khỏe hơn nó làm tôi đứng lên. Tôi rất lì anh bạn à, tôi không sợ anh đâu. Anh càng ngày càng kỳ dị và kỳ dị hơn. Vậy tôi đoán anh may mắn rồi. Tôi sẽ đập anh cho đến mức anh chỉ bệt được ở đây thôi. Thằng này, mày cứ tiếp tục làm tao yêu mày hết lần này đến lần khác, Majima.
còn anh thì rất biết cách giải trí cho mình đấy. Bạn anh, ông Billy Ken nói đúng. Nếu chúng ta gặp nhau đúng thời điểm, chúng ta có thể thành đôi bạn tốt. Chúng ta gặp nhau với lý do là thằng này đập thằng kia. Vậy anh chứng minh được điều gì từ đó chứ? Tức thật, giờ anh nói bắt đầu có lý rồi đấy. Vậy giờ tôi có thể nghe điều đó chưa? Ai là tổ chức thứ ba? Majima-kun, kệ mẹ cái thằng Sagawa và về làm việc với tôi đi. Tổ chức thứ ba đang theo đuổi Makoto, họ tự gọi họ là tập đoàn Nikkyo. Tập đoàn Nikkyo. Bọn họ trực tiếp làm việc với gia tộc Toyo. Gia tộc Toyo, anh điên à, tôi có bao giờ nghe về một nhóm gọi là tập đoàn Nikkyo bao giờ đâu. Bởi vì anh chưa từng, họ không phải là một tổ chức của Toyo tiết lộ ra thông tin, mọi thứ đều được bảo mật. Người đã bắt Makoto chắc chắn trong hội Nikkyo và là chủ tịch tên là Masaru Sera. Vài ngày trước, tôi phải nói rằng Sera đang lấy cái gì đó trong khu phố. Tôi nhận ra cái đó có gì đó liên quan đến cô gái của chúng ta, Makoto. Tại sao hai tổ chức của gia tộc Toyo lại muốn theo đuổi cùng một cô gái chứ? Hai sao? Đề nghị giết người được đề nghị từ sếp cũ của tôi, trưởng chi Shimano. Shimano, gia đình Shimano thuộc Toyo à? Ừ, Sera và Shimano đều thuộc Toyo. À, đang nói đến chuyện Toyo, tôi có một cái này cho anh. Kẻ đã thuê tôi thuộc đội phó nhà Dojima, tên là Shibusawa. Gia đình Dojima? Ừ, một gia đình làm việc trực tiếp với gia tộc Toyo. Vậy giờ chúng ta có Sera ở tập đoàn Nikkyo. Gia đình Shimano giao cho anh mệnh lệnh và gia đình Dojima. Cả ba gia đình đó đều đứng đầu gia tộc Toyo. Tệ thật, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thực sự nghiêm trọng đấy nhỉ? Ý tôi là, đây không phải giống đấu đá nội bộ ở gia tộc Toyo, tôi cũng không quan tâm, nhưng mà... Anh có biết lũ Nikkyo này trú ẩn ở đâu không? Tôi có làm bài tập về nhà của mình. Ở đâu? Anh sẽ định làm gì khi đã nghe xong nó? Tất nhiên là đi giành lại Makoto rồi. Không. Majima, anh cho tôi thấy anh mạnh thế nào. Nhưng với bọn Nikkyo đấy không phải loại anh có thể làm một mình đâu. Và tại sao lại thế? Họ đã làm những việc mà ngay cả Toyo cũng không muốn dính líu đến họ. Xấu xa lắm, họ như kiểu CIA của Mỹ hoặc KGB của Xô Viết vậy. Điều đó nên là tôi và anh nên hợp tác với nhau và mọi thứ sẽ bắt đầu dễ kiểm soát hơn. Với cả, đó không phải điều lợi duy nhất mà tôi muốn tham gia vào. Tiếp đi. Sagawa yêu cầu anh giết Makoto đúng không? Nếu anh còn làm việc cho hắn, thì chuyện cổ tích của anh sẽ kết thúc là một viên đạn vào đầu cô gái đó. Nhưng không ai đề nghị tôi giết cô ấy cả. Họ muốn tôi trói cô ấy và đưa cô ấy đến cho bọn chúng. Anh bỏ Sagawa và theo tôi, anh sẽ không bao giờ phải lo Makoto bị đau. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ bỏ qua. Tại sao lại thế? Cái gã ở Nikkyo, Sera, tôi cũng nhìn có vẻ hắn ta không muốn giết Makoto đâu. Điều tôi mong nhất là giữ cô ấy còn sống. Tôi sẽ ngồi chắc và để bọn Nikkyo trói cô ấy lại. Nhưng thế giới ngầm đã cho cô ấy ăn thừa hơn là đủ rồi. Họ lấy đi mất tầm nhìn của cô ấy đi rồi.
tôi không giết được Makoto thì có nghĩa tôi phải có trách nhiệm giúp cô ấy sống sót. Nó sẽ không kết thúc cho tới khi tôi biết cô ấy không còn thở được nữa. Tôi có trách nhiệm để cô ấy có một cuộc sống tốt hơn, như một con người, không phải như một con thú. Chết tiệt thật. Tôi bực vì giờ tôi mới gặp người như anh, thật là đáng buồn. Điều đó từ đâu ra? Hả? Thật à, tại sao một kẻ như tôi lại phải nhận sự đa sầu đa cảm này nhỉ? Tập đoàn Nikkyo cắm trại tại Camellia. Khoan đã, anh đã ở đây lâu rồi và chưa biết chỗ đó à? Tôi và Sotenbori có vài mối quan hệ khó nói. Vậy, Camellia là chỗ quái nào? Đó là tên cũ của một con phố rất truyền thống và cổ kính. Tập đoàn đó được đặt tại Benten. Makoto có thể ở đó. Một quán trọ à? Camellia không phải là chỗ anh có thể tìm trong sách hướng dẫn. Anh sẽ vào được đó khi anh tới đó xem nơi đó. Tôi sẽ đi cùng anh, đánh vài thằng Nikkyo cho anh khi tôi đến đó với anh luôn. Anh chắc chứ? Tôi sẽ không để Makoto vào tay anh đâu, kể cả anh có giết tôi. Chúng ta sẽ xử lý việc này sau khi đã lấy được Makoto khỏi Nikkyo. Cứt thật, tôi cần được đá đít vài thằng Majima. Điều đó thật tuyệt đến mức nào chứ? Được rồi, đến lúc chúng ta nổi tiệc rồi. Anh Cảnh, anh cảnh sát ơi, ở đây xong việc rồi, đến giờ thanh toán rồi. Majima cũng muốn ra khỏi đây nữa. Cái gì, có ai ở nhà không? Tự phục vụ nhé. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây nhé. Chạy đi. Nishitani. Sao lại xảy ra chuyện này? Là ông. Billy Ken luôn luôn quan tâm đến tôi rất tốt. Nhưng con gái tôi cần phải vào đại học. Tôi phải làm bất cứ cái gì để có thể làm điều đó. Anh đang nói cái quái gì đấy? Ông ta nói nếu tôi giết anh thì hắn ta sẽ giả gấp 100 lần số tiền mà Billy Ken hay đưa tôi. Bọn Tokyo là loại ví dày, anh hiểu chứ? Chết tiệt thật. Ai mua anh? Nói đi. Điều này không ổn rồi. Giống như mọi khi ông già đó nói với tôi, làm điều tội lỗi đủ lâu và rồi sẽ bị cắn vào mông. Đúng vậy chứ. Tôi có việc với thằng Linh này. Nishitani, anh. Hãy đập vào sọ bọn nó nhiều nhất có thể. Và đó sẽ là vụ nổ lớn nếu anh thực hiện nó. Giang hồ chết sớm là một phần của thỏa thuận. Vậy nên kệ má hậu quả. Và hãy đốt cháy nó theo cách của riêng anh.
được chứ? Anh đang nói gì đấy? Tại sao anh chưa chết thế? Nhanh lên đi Majima. Mạng sống tính của Makoto là trách nhiệm của anh. Vậy nên hãy làm tốt chuyện đó. Đi. Đi. Xin lỗi cho tôi. Làm ơn. Ơn đừng.